Chào các bạn, trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giúp cho chúng ta có thể là bật được cái tính năng khóa bảo vệ ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Các bạn có thể thấy là đây là trên trang Facebook cá nhân của mình, trong cái phần avatar của mình, trong cái phần avatar ảnh đại diện thì đang có một hình một cái khiên màu trắng hiện lên và mình đã bật cái tính năng đó là khóa bảo vệ ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của mình. Và khi mình muốn tắt cái tính năng này đi thì mình chỉ cần chạm một lần vào ảnh đại diện, sau đó mình chọn vào cái phần tắt bảo vệ ảnh đại diện đi và mình nhấn vào có. Và khi mà mình muốn bật lên thì mình cũng chỉ cần chạm một lần vào ảnh đại diện, sau đó mình sẽ nhấn vào cái phần bật bảo vệ ảnh đại diện lên. Và cái phần bật bảo vệ ảnh đại diện thì nó sẽ có ba cái tác dụng như sau. Cái tác dụng thứ nhất là nó sẽ giúp cho người khác không thể tải xuống hoặc chia sẻ ảnh đại diện của bạn trên Facebook. Cái tác dụng thứ hai là chỉ có bạn và bạn bè trên Facebook có thể gắn thẻ ảnh đại diện của bạn. Và cái tác dụng thứ ba là nó như giống như một cái lá chắn báo hiệu rằng người khác nên tôn trọng ảnh đại diện của bạn, và chúng ta sẽ nhấn vào tiếp theo. Sau đó chúng ta nhấn vào lưu. Như vậy là chúng ta đã bật được cái tính năng khóa bảo vệ ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. Và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được giống như mình nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào CH Play và các bạn gõ cho mình một cái tên, đó là Kiwi Browser, và nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng như thế này. Đây là cái trình duyệt Kiwi Browser này và nó có biểu tượng là một chú chim màu trắng như thế này. Mình sẽ zoom lại gần cho các bạn xem. Và sau khi các bạn tải cái ứng dụng này lên thì các bạn sẽ nhấn vào mở. Và đây là giao diện ở bên trong cái ứng dụng Kiwi Browser này. Thì đầu tiên để bật được bảo vệ ảnh đại diện Facebook thì chúng ta sẽ truy cập vào Facebook. Do là cái Facebook này mình đã đăng nhập sẵn rồi cho nên là khi truy cập vào thì mình không cần phải nhập mật khẩu tài khoản nữa. Các bạn nếu mà làm theo mình thì đến cái bước này, khi mà chúng ta truy cập vào Facebook thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu và tài khoản của cái nick Facebook mà chúng ta muốn khóa cái ảnh đại diện, khóa bảo vệ ảnh đại diện lại. Chúng ta sẽ truy cập vào. Sau đó thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái trang Facebook này ở trên cái trình duyệt Kiwi Browser và chúng ta sẽ mở thêm một cái tab nữa, một cái trình duyệt mới. Chúng ta sẽ gõ cho mình cái cụm từ là G2 Team ở đây. Và nếu các bạn cẩn thận thì chúng ta có thể là ghi thêm cái từ là G2 Team Security. Và chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web có tên, đây mình sẽ zoom lại gần cho các bạn xem. Chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web có tên là G2 Team Security Chrome Web Store. Chúng ta sẽ truy cập vào đây. Rồi, sau khi mà truy cập vào thì mình sẽ zoom nó lên vì nó đang ở cái chế độ là trang web dành cho máy tính. Mình sẽ zoom lên. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là thêm vào Chrome. Chúng ta chọn vào và chúng ta nhấn vào OK. Rồi, và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào cái dấu 3 chấm ở trên bên góc bên phải của điện thoại và chúng ta sẽ kéo hết xuống dưới. Ở đây thì nó có một cái phần đó là G2 Team Security, chúng ta chọn vào và nó sẽ ra cho chúng ta một cái giao diện như thế này. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta nhấn vào cái dấu 3 gạch ngang ở trên bên dưới góc bên phải của màn hình và nó sẽ ra cho chúng ta cái giao diện là G2 Team Security và chúng ta sẽ chọn vào cái phần đó là Facebook Tool. Chúng ta chọn vào phần Facebook Tool và chúng ta tiếp tục chọn vào cái phần avatar. Ở đây thì nó sẽ hiện ra cái phần profile picture, cái phần mà avatar để bật khóa bảo vệ ảnh đại diện lại. Thì chúng ta ở đây là do là mình chưa bật thì nó sẽ có cái từ đó, có cái chữ đó là bật profile picture, thì chúng ta sẽ chọn vào. Và như vậy là mình đã có thể là bật thành công cái khóa bảo vệ ảnh đại diện lại và mình thoát ra ngoài. Và sau đó thì mình sẽ truy cập vào phần Facebook. Các bạn có thể thấy là hiện tại thì trên trang Facebook cá nhân của mình vẫn chưa hiển thị cái phần khóa bảo vệ trang Facebook. Mình xin lỗi, đây là khóa bảo vệ ảnh đại diện. Thì mình sẽ vuốt xuống và như vậy là điện thoại của mình đã hiển thị cái phần khóa bảo vệ ảnh đại diện lại. Và khi mà mình kích vào thì mình có thể hoàn toàn tắt cái tính năng này đi, hoặc là khi mà mình muốn thì mình lại chọn vào và mình bật cái tính năng bảo vệ này lên. Sau đó mình nhấn vào lưu. Và trên đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để giúp chúng ta có thể là bật được cái tính năng khóa bảo vệ ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhấn cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.